Quyền ơi, Quyền ơi, đau không? Làm này em có đau không? Chị sao? Em là nhạc sĩ ở bên Mỹ à, Quyền? Hay là gốc Mỹ nhưng mà sống ở Việt Nam? Việt Nam. Em có hình dung được chiếc mũi của mình như nào không? Anh đoán em sẽ rất là thích. Tại vì nó thay đổi mặt mục luôn đấy. Bây giờ làm sao anh sẽ chụp hình cho em xem nhé. Hôm nay trong quá trình phẫu thuật em có bị đau không? Hoàn toàn không hả? Trước khi phẫu thuật em có nghĩ nó đau không? Chưa tự tin rồi. Em coi clip của anh. Em coi anh làm rồi đúng không? Và các ca mọi người đều không đau gì. Được, có hoài nghi về chuyện đấy không? Một kiểu. Rồi bây giờ thì sao? Đúng là sự thật đúng không? Em có thể mở mắt lên giúp anh, mở mắt nhìn lên một chút, nhìn lên, hơi chó nhìn lên. Đèn đi nhé. Thấy sao? Chờ anh thằng em cũng thấy. À, anh xin lỗi. Em có nghĩ là được như này không? Tin anh, tin sẽ được như này ha. Ngắn một không? Đây, cho em ngắm lại một số cái tư thế nữa. Để em có thể dễ hình dung. Em rất là thích. Trước phẫu thuật với sau phẫu thuật em như người khác ấy, Quyền. Trước phẫu thuật thì cái phần sống mũi của em nó khá là gãy ở cái vùng trán và đầu mũi rất là ngắn. Đó. Và bây giờ thì cực kỳ men rồi. Nó hợp với cái phong cách nhạc sĩ của em. À. Em về được 2 tháng hả? Dạ, gần 2 tháng rồi. Chứ bây giờ về mà mọi người không nhận ra là